Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đến chiều 29 tháng 4 ghi nhận cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và 20 người bị thương trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Cục Cảnh sát Giao thông cho hay so với đợt nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 đã giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương. Trong các tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông thì tuyến đường bộ có 31 vụ, làm chết 15 người, tuyến đường sắt có 1 vụ, làm chết 1 người, tuyến đường thủy không có tai nạn. Chiều 29 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong kỳ nghỉ lễ, các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm có hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, núp bóng doanh nghiệp liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ, tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm hại đến an ninh trật tự, tội phạm ma túy, môi trường. Sáng 29 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện mưa kéo dài. Các tuyến đường tới bến xe và các cửa ngõ rơi vào cảnh ùn tắc. Trong đó, tuyến đường vành đai 3 trên cao bị ùn ứ kéo dài ở cả hai chiều ra vào thành phố. Cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, quốc lộ 5, đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Các tuyến đường nội đô như Nguyễn Xiển, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh cũng rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường mới trở nên thông thoáng. Ngay sau khi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây được khánh thành và đưa vào sử dụng vào sáng 29 tháng 4, các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam ồ ạt lưu thông khiến khu vực nút giao Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Chiều cùng ngày ghi nhận tại khu vực nút giao Hàm Kiệm là điểm cuối của tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau ì ạch để di chuyển ra quốc lộ 1A hướng về thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tình trạng ùn ứ không chỉ xảy ra khu vực nút giao mà đoạn đường dẫn cao tốc từ Hàm Kiệm ra quốc lộ 1A dài 2,6 km cũng bị ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận đã huy động nhiều lực lượng để tham gia điều tiết giao thông. Chiều 29 tháng 4, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 1.892 ca mắc COVID-19, giảm hơn 1.100 ca so với ngày 28 tháng 4 và có thêm 897 người khỏi bệnh. Tuy nhiên, số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng lên 122 ca và tiếp tục không có ca tử vong. Để phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng trở lại, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thường trực phòng chống dịch tại tất cả các tuyến, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể và có phương án cụ thể, sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống. Chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Ngày 29 tháng 4, tại khu du lịch Ma Trường Lữ Quán 2, xã Đà Nhiêm, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải đua ngựa Không Yên huyện Lạc Dương lần thứ 2 năm 2023 nhằm hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023. Những chú ngựa vốn gần gũi quen thuộc trong đời sống hàng ngày của đồng bào dân tộc Cơ Ho dưới chân núi Lang Biang cùng nhau tranh tài trong trường đua chuyên nghiệp dài 1,4 km bởi những kỵ sĩ chân đất người bản địa. Giải có 16 ngựa đua được tuyển chọn từ các địa phương và các đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Dương, chia làm 4 lượt thi đấu vòng loại để chọn 4 con ngựa nhanh nhất vào vòng thi đấu chung kết.